đã xác định được 4 người tặng bóng bay trong vụ 31 học sinh bị ngộ độc. Cơ quan công an đã xác định được 4 người nghi liên quan đến vụ 31 học sinh trường trung học cơ sở bị ngộ độc. Sáng ngày 24 tháng 3, nguồn tin của Pháp Luật Online cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Krông Anna đã xác định được 4 người liên quan đến việc tặng bong bóng, khiến 31 học sinh trường tiểu học Lý Tự Trọng, thị trấn Buôn Chấp, nhập viện. Theo đó, cơ quan điều tra đang giữ 2 người có quốc tịch Việt Nam và giấy tờ tùy thân của 2 người nước ngoài để phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk xác minh, làm rõ. Phía công an huyện Krông Anna vẫn chưa cung cấp danh tính của những người này. Như Pháp Luật Online đã đưa tin, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20/3, có 4 người lạ mặt, 3 nữ và 1 nam, đứng trước cổng trường tiểu học Lý Tự Trọng phát bóng bay cho học sinh. Khi bảo vệ phát hiện, nhóm này lập tức rời đi. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, nhiều học sinh tại trường bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Trước sự việc, phía trường đã đưa các em về nghỉ tại phòng y tế và báo sự việc trên cho chính quyền địa phương, công an thị trấn, trạm y tế thị trấn. Hiện tại, trường ghi nhận 31 em bị ngộ độc, trong đó 17 em nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Krông Anna và 14 em đang theo dõi tại nhà. Bác sĩ Dương Anh Tú, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu, nội tổng hợp, nhi truyền nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Krông Anna, Đắk Lắk, cho biết sau một ngày điều trị sức khỏe các em đã ổn định, được chỉ định xuất viện trong chiều 23 và sáng ngày 24 tháng 3, còn 3 em tiếp tục điều trị. Bác sĩ Tú thông tin thêm, sau khi nhận bóng bay từ người lạ, các em đều có dấu hiệu của ngộ độc như đau đầu, buồn nôn, khó thở, đau bụng, chóng mặt. Trong đó, 6 em phải thở oxy và can thiệp thuốc.